Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sau đây sẽ có trong chương trình hôm nay. Lào Cai tổ chức hội nghị tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực tham gia xây dựng Hải quân Việt Nam. Ngày 30 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương chính thức hoạt động tại cơ sở mới. Ấn tượng hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc tại Lào Cai. Trong phần tin trong nước và quốc tế, ngành du lịch Huế nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa. Tình hình thời tiết bất thường ở một số nơi trên thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2024 giữa Tỉnh ủy Lào Cai và Bộ Tư lệnh Hải quân, sáng ngày 30 tháng 3, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Lữ đoàn Công binh 131 và Huyện ủy Văn Bàn tổ chức hội nghị tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực tham gia xây dựng Hải quân Việt Nam. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân, Thường trực Huyện ủy Văn Bàn, các cơ quan đơn vị liên quan và gần 500 cán bộ, giáo viên, học sinh khối trung học phổ thông trên địa bàn huyện Văn Bàn. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, việc triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa tỉnh Lào Cai với Đảng ủy Quân chủng Hải quân là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo sự gắn bó giữa tỉnh Lào Cai, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, với biển đảo thân yêu. Tại hội nghị, các đại biểu và cán bộ, giáo viên, học sinh được Thượng tá Nguyễn Trần Nam, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân, truyền đạt chuyên đề tình hình biển đảo Việt Nam hiện nay và những điều cần biết để trở thành chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam. Hội nghị là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là học sinh, qua đó không ngừng tu dưỡng, rèn luyện trong công tác học tập và lao động sản xuất để góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo. Ngoài ra, thông qua chuyên đề được truyền đạt tại hội nghị, giúp các em học sinh có định hướng phù hợp trong việc lựa chọn nghề, bổ sung nguồn nhân lực, xây dựng quân chủng hải quân chính quy, hiện đại và đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngày 30 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương đã hoàn thành di chuyển và chính thức đi vào hoạt động tại cơ sở mới theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Đầu giờ sáng ngày 30 tháng 3, trên 100 bệnh nhân nội trú được bệnh viện bố trí xe di chuyển về địa điểm mới. Tại đây, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị đã được bố trí, sắp xếp, đảm bảo công tác khám chữa bệnh diễn ra bình thường. Bệnh viện cũng huy động nhân lực, hỗ trợ, chỉ dẫn cho người bệnh, đồng thời khẩn trương lắp đặt thêm một số trang thiết bị, nhanh chóng ổn định hoạt động của các khoa phòng, đảm bảo việc tiếp đón bệnh nhân được thuận lợi. Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương có tổng mức đầu tư gần 220 tỷ đồng, gồm khối nhà ngoại trú, hành chính, dược, cấp cứu, kỹ thuật nghiệp vụ cao 5 tầng, khối nhà nội trú 7 tầng và các hạng mục phụ trợ như nhà chống nhiễm khuẩn, khoa dinh dưỡng, khoa truyền nhiễm. Bên cạnh đó, nhiều máy móc thiết bị hiện đại cũng được đầu tư, đảm bảo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân địa phương. Thưa quý vị, với tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau, trong phát triển kinh tế tại địa phương, các cán bộ đảng viên luôn tiên phong gương mẫu đi đầu trong xây dựng các mô hình mới, mang lại hiệu quả cao, tạo động lực để bà con học tập và làm theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đảng viên Hoàng Văn Khánh ở thôn Trung Tâm, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương trong phóng sự sau là một điển hình như thế. Để phát triển kinh tế gia đình, đảng viên Hoàng Văn Khánh quyết định đầu tư xây dựng mô hình nuôi gà đen và gà di bản địa. Đây là giống gà có sức đề kháng tốt, lại được thị trường ưa chuộng. Từ vài trăm con ban đầu, đến nay anh Khánh đã mở rộng quy mô đàn lên tới 2.500 con mỗi lứa, giá bán khoảng 150 đến 170.000 đồng một kg. Kết hợp với trồng trọt, trung bình mỗi năm trừ chi phí sản xuất, gia đình anh cũng thu lãi gần nửa tỷ đồng. Phải dám nghĩ dám làm. Nghĩ ra những cái mô hình để phát triển kinh tế nuôi con gà đen thì sẽ vẫn mở rộng và phát triển bình thường. Thế còn cái thứ hai về mô hình chăn nuôi con lợn đen, lợn bà. Mô hình kinh tế của đảng viên Hoàng Văn Khánh được chọn là mô hình điểm để đảng viên và nhân dân trong thôn học tập. Từ tham quan thực tế, chia sẻ kinh nghiệm, đảng viên Hoàng Văn Khánh đã động viên bà con trong thôn cùng mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp.
Nhờ vậy, đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt. Đến nay, thôn trung tâm không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng một năm. Gia đình tổ chức cho anh em về, nói chung là cũng để học tập, và bây giờ cũng có một số gia đình, các đồng chí đảng viên, rồi nói chung là kể cả nhân dân, nói chung là cũng đã học tập phát triển kinh tế, hàng năm thu nhập cũng rất là cao. Trong các cái cuộc họp chi bộ, rồi cuộc họp của ban chấp hành đảng ủy, chúng tôi thường lấy những cái gương điển hình của ông Hoàng Văn Khánh này để các đồng chí cán bộ đảng viên và các cái chi bộ chúng ta nghiên cứu học tập, thế và cũng mời gọi các cái doanh nghiệp cũng như là các cái hợp tác xã cũng nhà đầu tư liên kết trong quá trình sản xuất tiêu thụ các cái sản phẩm của địa phương. Đi đầu trong phát triển kinh tế, những tấm gương như đảng viên Hoàng Văn Khánh đang góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, hiện thực hóa mục tiêu đưa Bản Lầu thành xã nông thôn mới nâng cao trong tương lai gần. Thống kê của cơ quan chức năng, mưa dông xảy ra đêm 28 tháng 3 đến sáng ngày 29 tháng 3 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại ước tính khoảng 5,8 tỷ đồng. Tổng hợp từ các địa phương, mưa dông đã làm một người tại Bát Sát bị thương, 132 nhà ở bị ảnh hưởng, thiệt hại. Trong đó có một nhà ở thị xã Sapa bị sập đổ hoàn toàn, 10 nhà ở huyện Bát Sát, Mường Khương, Bắc Hà, Simacai bị tốc mái hoàn toàn. Dông lốc kèm theo mưa đá cũng làm ảnh hưởng 185 hectare ngô trà sớm, 25 hectare đậu đỗ, 15 hectare cây lê bị ảnh hưởng đến quả non. Nhiều cơ sở hạ tầng về giao thông, trường học cũng bị sạt lở, tốc mái, sụt sạt hư hỏng. Chính quyền các địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh tiêm phòng vaccine đợt 1 cho gia súc, gia cầm nhằm bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm được gần 322.000 liều vaccine phòng dịch cho đàn vật nuôi, gồm các loại phòng lở mồm long móng, tụ huyết trùng châu bò, dịch tả lợn, tụ huyết trùng phó thương hàn, vaccine dại và cúm gia cầm. Theo đánh giá, tiến độ tiêm phòng vẫn chậm so với kế hoạch. Mặc dù chưa xuất hiện các ổ dịch trên đàn vật nuôi, song thời điểm giao mùa, nguy cơ bùng phát dịch cao hơn, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm và bệnh dại chó. Hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm, đồng thời tăng cường điều tra giám sát dịch bệnh. Đơn vị cũng đã cấp 4.250 lít hóa chất cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng, hạn chế nguy cơ các ổ dịch phát sinh. Đến nay, Lào Cai đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Tổ công tác cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa nhiệm kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được thành lập. Tại mỗi đơn vị cấp huyện đều đã tổ chức một lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia điều tra tại mỗi địa phương. 212 điều tra viên sẽ trực tiếp điều tra tại 372 địa bàn điều tra trên phạm vi toàn tỉnh. Điều tra dân số và nhà ở giữa nhiệm kỳ năm 2024 là cuộc điều tra chọn mẫu, được thực hiện ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh, nhằm mục đích thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2025, xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở, phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2026-2030, giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Tiết mục văn nghệ có tính tuyên truyền và nghệ thuật cao, mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương, ngợi ca tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là dấu ấn đậm nét của đêm lưu diễn hội thi tuyên truyền lưu động với chủ đề Về với Điện Biên diễn ra tại thành phố Lào Cai, huyện Bát Sát và Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai.
Trên 500 nghệ sĩ diễn viên của các đội tuyên truyền lưu động đến từ 17 tỉnh trong cả nước đã mang đến các tiết mục nghệ thuật với sự dàn dựng công phu mang đậm văn hóa vùng miền. Mỗi tác phẩm đem đến hội diễn là sự tự hào, tình yêu với lịch sử dân tộc, là lời ngợi ca tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thử thách của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, khẳng định tầm vóc giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại. Từ Vĩnh Phúc lên Yên Bái và hôm nay là ở Lào Cai thì hôm nào cũng có một cảm giác đó là tự hào, xúc động. Và hôm nay cũng đặc biệt là lên với Lào Cai thì xúc động hơn rất nhiều đấy ạ. Những tràng vỗ tay cổ vũ của khán giả của người dân Lào Cai cũng đã đến làm cho tinh thần các tuyên truyền viên của đội tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái cảm thấy hưng phấn hơn rất là nhiều. Các bài ca đi cùng năm tháng như Tiến về Điện Biên, Hành quân lên Tây Bắc, Hò kéo pháo, Thật hào hùng được các nghệ sĩ ngân vang trong các hoạt cảnh mang đến cho khán giả Lào Cai một đêm diễn nhiều cảm xúc. Tôi là một công dân của thành phố Lào Cai, rất vinh dự hôm nay được tham gia buổi văn nghệ hòa chung với lại cả nước để kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Thấy là các tiết mục rất là đặc sắc, rất là có ý nghĩa. Hội thi nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống đặc sắc, tiêu biểu riêng có của mỗi địa phương. Tiếp theo chương trình, đặc sắc lễ hội văn hóa du lịch ẩm thực quốc tế Hà Giang. Tiền bảo hiểm trong vụ sập cầu tại Mỹ phá vỡ kỷ lục. Theo Cục Bảo trợ Xã hội, hiện cả nước có khoảng 3,7 triệu người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, với mức chi khoảng 28.000 tỷ đồng một năm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương, sẽ đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của việc cải cách toàn diện chính sách an sinh xã hội ở nước ta, hướng đến mục tiêu chung đảm bảo cân đối ngân sách, không để ai bị lọt lưới an sinh. Hiện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mức tăng lương hưu trợ cấp xã hội là 15%. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất mức tăng là 8%. Để xác định mức tăng bao nhiêu phần trăm còn phải chờ có văn bản quy định chi tiết của Chính phủ. Dự kiến trong tháng 4, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục trình dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Từ ngày 29 đến 31 tháng 3, tỉnh Hà Giang phối hợp với các tỉnh thành và Hiệp hội Doanh nghiệp Du lịch ẩm thực trong nước và quốc tế tổ chức Lễ hội Văn hóa Du lịch và Ẩm thực Quốc tế Hà Giang lần thứ nhất năm 2024 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Lễ hội có sự tham gia của 65 gian hàng giới thiệu ẩm thực và quảng bá văn hóa du lịch đến từ 5 quốc gia như Trung Quốc, Azerbaijan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và một số tỉnh thành trong nước. Trong khuôn khổ lễ hội, du khách sẽ được tham quan trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn, được tìm hiểu văn hóa, điểm đến du lịch và thưởng thức các món ăn đặc biệt mang đậm hương vị vùng miền. Đây là sự kiện đặc sắc có ý nghĩa đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước với các quốc gia, góp phần phát triển du lịch bền vững, nâng cao uy tín, thương hiệu và sức hút của du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Hà Giang nói riêng. Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng lớn rác thải nhựa thất thoát ra đại dương, gây ảnh hưởng không chỉ đến môi trường sống mà còn tác động lớn đến chất lượng sản phẩm du lịch. Nhằm tạo nên sự đột phá xanh, phát triển bền vững ngành du lịch, các khách sạn tại thành phố Huế đang tiến hành loại bỏ dần các sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Du khách đến khách sạn này nhận thấy nhiều thay đổi trong không gian và cách phục vụ. Không chỉ du khách lưu trú mà khách tham gia các cuộc hội họp, hội nghị đều quen với việc được cung cấp phục vụ bằng các chai cốc nước thủy tinh. Với bộ phận lễ tân và tiền sảnh, việc thay thế đồ nhựa chủ yếu ở khâu tiếp đón, tạm biệt khách. Tôi thấy rất bất ngờ vì những thay đổi ở đây. Không gian trong xanh và mọi thứ trở nên thân thiện với môi trường hơn. Điều đó khiến tôi muốn quay trở lại đây thêm nhiều lần nữa.
Những cái công ty đưa khách từ nước ngoài hoặc là những cái khách hàng trực tiếp từ nước ngoài họ rất là quan tâm tới cái phát triển du lịch xanh, bảo vệ môi trường. Thì nếu mà mình có những cái hành động như vậy, khi mình có những hành động như vậy thì mình sẽ có được những cái chứng chỉ của quốc tế. Bắt đầu từ những chai nước nhựa đóng sẵn, một số khách sạn của thành phố Huế đã đầu tư hệ thống lọc nước được chứng nhận kiểm nghiệm để tự cung cấp nước uống cho du khách. Ngành du lịch Thừa Thiên Huế đang phối hợp với dự án Huế, đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam, WWF Việt Nam, đặt ra nhiều kỳ vọng vào sự tiên phong đột phá của các khách sạn nói trên. Qua đó khích lệ, động viên các đơn vị du lịch khác cùng làm theo để xây dựng một mạng lưới du lịch xanh, giảm rác thải nhựa, cũng như bảo vệ, phát huy giá trị thiên nhiên xinh đẹp của thành phố Huế. Rác thải nhựa là vấn đề của toàn xã hội, nhưng mà ngành du lịch là một trong ngành mà sử dụng rác thải nhựa nhiều nhất và có ảnh hưởng lớn nhất. Và nếu như chúng ta vận động làm được việc này tốt thì không những làm cho môi trường của chúng ta tốt mà vấn đề quan trọng ý thức trong cộng đồng, ý thức của du khách và tất cả mọi người đều phải đưa cái rác thải nhựa ra ngoài. Nếu cộng đồng ngành công nghiệp không khói tại Huế làm tốt việc quản lý, hạn chế rác thải nhựa sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển xanh, sạch, sáng của thành phố để đưa Huế xứng tầm là thành phố du lịch sạch ASEAN. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Triều Tiên không có ý định tổ chức đàm phán với Tokyo về vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc và đối thoại với Nhật Bản không phải là vấn đề mà Bình Nhưỡng quan tâm. Bà Choi Son-hui khẳng định không thể giải quyết và không có gì để giải quyết. Triều Tiên không có trách nhiệm cũng như ý chí thực hiện bất kỳ nỗ lực nào cho vấn đề đó. Đồng thời cho biết đối thoại Triều Tiên-Nhật Bản không phải là vấn đề khiến Triều Tiên quan tâm. Tuyên bố này được xem nhằm phản hồi việc một ngày trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ ý định tiếp tục nỗ lực tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên. Trong khi đó, Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc cũng tuyên bố Bình Nhưỡng không có lý do gì để gặp phía Nhật Bản dù ở bất cứ cấp nào. Đây là phản hồi đối với việc Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh gửi email đề xuất liên hệ hôm 28 tháng 3. Trong cuộc kiểm tra các điểm bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử quốc hội ngày 10 tháng 4 tới, hôm qua Bộ Nội vụ Hàn Quốc đã phát hiện nhiều camera theo dõi tại 26 cơ sở. Các cơ quan chức năng đã kiểm tra tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc, phát hiện 26 điểm bỏ phiếu sớm bị gắn camera quay lén ở Seoul, Incheon, Gyeonggi, Busan, Ulsan, Daegu và Yangsan. Cảnh sát cũng tìm thấy camera quay lén tại 5 nhà ga ở phía tây Seoul và 4 nhà ga ở Yangsan, cách Seoul 301 km về phía đông nam. Tất cả các camera được phát hiện đều được định vị để ghi lại những hình ảnh bên trong các điểm bỏ phiếu. Trước đó một ngày, cảnh sát bắt giữ một YouTuber ở độ tuổi 40 nghi lắp đặt camera quay lén tại các điểm bỏ phiếu sớm ở hai thành phố Incheon và Yangsan. Sự cố sập cầu ở Baltimore khiến các công ty bảo hiểm có thể phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ được dự báo có thể phá vỡ kỷ lục thế giới về số tiền bảo hiểm cho một tai nạn hàng hải. Theo giới chuyên gia, tùy thuộc vào thời gian tắc nghẽn và tính chất của phạm vi bảo hiểm làm gián đoạn kinh doanh đối với cảng Baltimore, tổn thất được bảo hiểm có thể rơi vào khoảng từ 2 tới 4 tỷ đô la Mỹ. Con số này sẽ phá vỡ kỷ lục khoản tiền bồi thường bảo hiểm cho một vụ việc trong lịch sử hàng hải thuộc về tai nạn du thuyền hạng sang Costa Concordia bị lật nghiêng hồi năm 2012. Mặc dù tổng số tiền yêu cầu bồi thường dự kiến sẽ cao kỷ lục, nhưng áp lực chi trả sẽ được giảm nhẹ do được dàn trải cho khoảng 80 công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm riêng lẻ. Bão nhiệt đới Gamane với sức gió trung bình 150 km/h đổ bộ vào quốc đảo Madagascar trong tuần này đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, 3 người bị thương, 4 người vẫn đang mất tích và hàng nghìn người phải sơ tán. Mưa lớn và lũ lụt sau đó đã gây thiệt hại nặng nề, nhấn chìm hơn 6.600 ngôi nhà và gần 1.700 cánh đồng lúa, trong khi 617 ngôi nhà bị phá hủy. Đây là cơn bão đầu tiên trong năm nay tại quốc đảo châu Phi này, nằm ngoài khơi bờ biển phía đông nam châu Phi. Madagascar thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Cũng trong tuần này, người dân ở thành phố Lisbon của Bồ Đào Nha đã chứng kiến một hiện tượng thời tiết bất thường mà truyền thông địa phương cho rằng nhiều khả năng là lốc xoáy hoặc vòi rồng.
nằm ở độ cao hơn 3.000 mét so với mực nước biển, đỉnh núi Puta Leng trên dãy Hoàng Liên Sơn thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, những ngày này thu hút đông đảo những người đam mê leo núi đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hàng nghìn cây hoa đỗ quyên nở rộ. Mời quý vị và các bạn cùng ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của hoa đỗ quyên trên đỉnh Puta Leng trong một góc nhìn cuộc sống hôm nay. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.